giành được chức vô địch giải đấu All Star mùa này. Ludo thì các bạn không còn phải xa lạ gì, không còn lạ lắm gì với anh chàng này nữa rồi. Á quân thế giới năm 2014 cũng như là vô địch của Liên Minh Tour mùa 2 và nhà vô địch của Việt Nam Esports Championship năm 2004. Còn Pino là trong những trận đấu vừa qua các bạn đã theo dõi, kỹ năng bắn của anh chàng này là cực kỳ tốt và đối đầu với một tay tăng cơ hàng đầu, không phải là tay tăng cơ mà một player hàng đầu của Việt Nam, thì Pino sẽ phải thể hiện bản lĩnh của mình như thế nào khi tỷ số lúc này đang là 1-0 dành cho Ludo, một mạng từ khá sớm. Bây giờ đang bắn nhau ở khu vực giữa này và mạng thứ hai đã dành cho Ludo rồi. Có vẻ như là cách di chuyển của Ludo đã, tôi thấy rằng là khắc chế được khá nhiều những tình huống khiến cho Pino không thể nhảy nhót được. Bởi vì sao? Tôi thấy rằng là Pino tình huống trong những trận đấu anh ta thi đấu thì chiến thuật anh ta đề ra là nhảy nhót rất nhiều. Bây giờ Galaxia nhìn Ludo và mặt, và đó là mạng thứ 3 dành cho Ludo rồi. Thật sự bây giờ cũng khá khó dành cho Pino. Và ngày hôm nay tôi đang mong chờ một điều gì đó bất ngờ cho Pino. Anh ta có thể giành được chiến thắng trước Ludo. Bởi vì xem Ludo bắn mãi rồi, chán rồi. Tôi muốn có một làn gió mới trong đối trường đột kích. 4-0 dành cho Ludo. Bắn Naka nét đi bắn ngắm vậy. Và như vậy là Pino đã có trên một mạng đầu tiên. Và bây giờ là chuyển bài thôi. Có nhảy nhảy nhót nhót hay không? Ludo pattern rất khéo. Anh ta lừa cho Pino lắc ra trước và nhìn được view. Sau đó là turn sau vỉa ra một phát cho Pino lên bảng luôn. 5-1 rồi. Ludo đẩy vào bắn nhau, lùi về rất nhanh. Tình huống vừa rồi là bất ngờ vỡ tầm và đó là bắn tới từ Ludo. Một tình huống xả đạn ra và Pino đã phải lên bảng lần thứ 6 trận đấu này, trong lượt thi đấu đầu tiên này. Pino đang phải mò rồi, không ra đấu với Ludo nữa. Mò được vào, nhưng bắn vẫn say. Ludo nhảy và Pino hết đạn. Ludo cũng vậy, bây giờ là hai người thay đạn từ hai cánh, đẩy vào bắn nhau tiếp. Bây giờ là một tình huống mà vị trí của Ludo đang luồn ra, vẫn ở khu C này thôi. Pino thì vẫn đang bắn. Chưa có mạng trong tình huống xả súng vừa rồi, Ludo lần này là bắt được turn tốt. Mạng thứ 7 dành cho Ludo. Kiểu bắn vừa bắn vừa ngồi rất là khó chịu. Và bây giờ thì mạng thứ 8 rồi. Pino đang ở đâu? Gọi Pino về ngay đây. Delay súng đen rồi. Một tình huống cực nhỏ dành cho Pino. Đó là tình huống anh ta đã lắc tên và đẩy sang con dao của mình. Đường Pino có mạng thứ 2, gỡ gạc lại. Nhưng trong cái trận đấu tại bán kết với thắng Chelsea, Pino để đối thủ dẫn trước mình, thắng Chelsea dẫn trước mình với cũng khoảng cách tầm như thế này. Nhưng lúc này tôi đang mong chờ Pino có thể lặp lại được kịch bản lội được dòng trước Ludo. Bây giờ tiếp tục bắn, nhưng Ludo cái cách di chuyển của anh ta là cực kỳ khó chịu. Dường như Pino đã hơi mờ nhạt trước Ludo thì phải 11-2 rồi. Chúng ta theo dõi một bộ phim 18 cộng mà Ludo là một nhân vật chính, một nam chính trong trận đấu này, trong bộ phim này. Mạng thứ 12, khoảng cách là 10 mạng, cực khó dành cho Pino. Và như vậy là fan Pino đau điểm danh để cho Pino thêm một chút động lực và tinh thần trong trận đấu này nào. 10 mạng thì lối thoát nào cho anh bây giờ? Còn lại là khoảng 55 giây nữa và Ludo vẫn tiếp tục thi đấu này thì Pino không có cửa rồi. Lượng về ping thì là chênh lệch. Nhưng Ludo để bắn nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Và như vậy là có mạng thứ 3 dành cho Pino. Vẫn là khoảng cách 10 mạng thôi. Nói thật là đây là bắn thật rồi thì Pino có bài gì nữa không? Một phản xạ rất nhanh của Pino. Tôi đánh giá cao điều đó. Một tình huống quay tầm vuông góc 90 độ. Và như vậy Ludo lên bảng mạng thứ 4. Tầm này chỉ cố gắng gỡ cho mình cái số mạng để sau lượt về làm sao mà có được cái khoảng cách ngắn nhất thôi. Lại là 10 mạng. Kiểu mà Vic Noob mà Karem chấp 10 mạng vẫn thua thì bây giờ thì Ludo đang có cho mình khoảng cách là 10 mạng, 11 mạng rồi. Anh thắng em ơi, anh thắng. Karem làm sao thắng được anh? À, thắng Chelsea à? Ờ, như vậy. Thắng Chelsea đấy.
thắng nào hay cái gì? Anh thắng Karem mà. À, anh thắng Karem mà, em tưởng là anh thua Karem thì cũng được rồi, không sao. Nhưng mà là 16-4 rồi. 16-4. Đổi bên. Khó, cực kỳ khó. Spam. Đâu? Đổ quá. Và không phải chờ đợi gì cả. Lượt thi đấu thứ hai được bắt đầu. Hôm nay tôi thấy rằng tỷ số là bao nhiêu nhưng 16-4 đúng không? 16-4 nó tính ra là bao nhiêu mà. Đấy, một em rồi. Hai mạng. Gấp 4 lần luôn. Một mạng đầu tiên. Vâng, phớt lặt dành cho Rudo. Nát rồi. Không rồi. Cô thắng Pino đấy. Không có hy vọng gì cả. Tôi đang rất mong chờ là Pino có thể thể hiện một bản lĩnh của mình trước Rudo. Và như vậy là gỡ một mạng rồi. Còn lại bao nhiêu nhỉ? Còn lại hai là. Như vậy là còn cho mình 14 mạng nữa. 14 mạng. 14. Hai mạng thì mới thắng, một mạng là hòa. Hòa thì thôi, cái gì. Như vậy là hai đều rồi, cái này hai đều rồi. Pino, vâng, như vậy là Pino đã vươn lên dẫn trước trong lượt thi đấu thứ hai này. Đúng rồi, bắn vào mặt của Rudo rồi đấy, nhưng Rudo không chết. Nhảy cao đốc tới Pino, hết đạn rồi. Hời nhọ gì cho Pino thì cũng vừa rồi, ba đều lượt thi đấu thứ hai. Rudo vẫn đang có cho mình lợi thế với 12 mạng nên ta rất là thoải mái. Bây giờ thì Pino có mạng thứ tư. Pino cố lên. Pino lại nhảy và sấy nhưng Rudo ngồi im một chỗ. Ngồi im một chỗ và sấy theo. Như vậy là biết cách để khắc chế được cái bài nhảy của Pino rồi. Một lần nữa thì Rô lại vươn lên dẫn trước. Pino cần phải bình tĩnh hơn. Những fan của anh ấy đang nói vậy. Phải thật sự bình tĩnh.